Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với việc tìm hiểu thông tin liên quan đến một thị trường của một thiết bị mà có lẽ hiện nay chúng ta không thể làm việc rồi kết nối được nếu như thiếu nó, đó là chiếc điện thoại di động. Mình phải nói là điện thoại thông minh, À, và điện nói thoại điện thông thoại thông minh. minh là bởi vì nó sử dụng được trong rất là nhiều những lĩnh vực, đúng không? Mình check mail, mình làm việc, mình truy cập mạng. Và cùng trong cuộc được biết rằng là theo một dự báo mới đây của hãng nghiên cứu thị trường IDC thì doanh thu từ mảng kinh doanh smartphone hay là điện thoại thông minh ở Việt Nam trong 5 năm tới vẫn tiếp tục được tăng trưởng, mặc dù con số dự báo là không còn cao như các năm trước, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu của sản phẩm này vẫn được IDC đánh giá là cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Và cụ thể là ở Việt Nam thì hiện có khoảng tất cả là 14 thương hiệu điện thoại smartphone quốc tế cũng đang có mặt trên thị trường. Đây cũng là một cuộc đua của tất cả các hãng sản xuất, bởi vì tất cả các hãng đều muốn tranh giành thị phần thông qua việc chú trọng đến các tính năng vượt trội, mà đó còn là những thiết kế độc đáo cũng như là những ứng dụng dành cho người sử dụng. Điển hình như là các dòng máy thông minh mà Samsung đã vừa giới thiệu ra thị trường được sở hữu thiết kế có màn hình cong tràn ở hai cạnh đầu tiên ở trên thế giới, đó là điện thoại Galaxy S6 Plus có thiết kế sang trọng nhờ sự kết hợp giữa kính cường lực và các loại kim loại cao cấp. Đặc biệt là dòng máy này nổi bật với kích thước màn hình lớn đến 5,7 inch, tích hợp được nhiều ứng dụng mới và đã được cải tiến trên hai cạnh của màn hình cong. Ngoài ra thì cũng có rất nhiều những tính năng mới được cập nhật trong dòng sản phẩm này.